Xin chào gia đình chị Quyên đến với ngôi chùa ốc chùa Từ Vân. Vâng. Yeah, xin chào kìa. Vâng, xin chào. Thì ngôi chùa này là xây năm 1968. Sau nhiều lần sửa chữa và đến năm 1995 thì là thêm là hai cái di tích lịch sử mới, đó chính là tháp Bảo Tích. Và mình đi thôi. Cao 39 m. Sửa chữa thì có thêm tượng Phật Tam này, với lại tòa tháp Bảo Tích cao 39 m với 8 cửa và được làm hoàn toàn từ đá vôi, san hô và ốc. Bên cạnh đó là 18 tầng địa ngục. Đấy, nó lại hiền lắm, mà ủa, họ đang phơi cái gì ta? Này cái gì thầy ơi? À, thức ăn của chim. Thức ăn của chim là để đây chim nó tự ăn. Xem nào. Rồi mình để dây dép ở ngoài và mình vào bên trong luôn. Đây ạ. Rồi để dây dép ngoài vào trong luôn. Rồi đang quay rồi. Có quay vòng không ta? Quẹt ha. Ờ, qua luôn đi, qua luôn. Qua luôn. Ờ, qua luôn. Ờ, cái cây đó, chui cái cây đó. Cái cây có cái lỗ chui vào cái cây đó. Rồi, chuẩn bị đèn nhá, chuẩn bị đèn flash nhá. Rồi, chui vào cái cây đó. Chui vào cái cây đó, à đúng rồi. Mới rồi đã thấy khó rồi. Chưa. Có người dẫn là đúng rồi, rõ nhanh. Rồi, đây là ngay đuôi của con rồng. Chú ý quan sát đầu nhá, mở đèn lát lên nhá. Quan sát đầu với quan sát chân nhá. Cẩn thận nhá, chú ý đụng đầu nhá. Ông ấy nói vậy là bậc bậc đó, nhớ đó. Ông ấy bị lắp á. Trời lo ông gì tí. Chúc mừng đoàn lại gặp được một ông dẫn đoàn là hơi lắp xíu. Chừng nào ông nói là ông nói bậc là bậc đó. Chú ý đâu á, đó, thấy không? Rồi. Mới nhắc xong. Nhiều mấy nghe vô đây không được rồi. Mấy Nga hả? Nó vẫn vô được anh à. Rồi đá không này. San hô này. Bé vào mày đây cái. Không cái đầu xuống nha, chú ý nha, không cái đầu xuống nha.
Thấp cái đầu xuống nhá. Thấp đầu xuống nữa, thấp xuống nữa. Thấp xuống nữa bé ơi, thấp xuống nữa. Thấp nữa kìa, thấp nữa. Rồi. Rồi. Nè, măng nhện này nhìn này. Măng nhện quá trời trên đầu này. Có biết cái tổ măng nhện chưa? Nếu bạn không biết măng nhện thì đây, trong này rất nhiều măng nhện luôn. Bây giờ ở nhà tầng đâu có măng nhện đâu. Măng nhện này. Không. Quê mới có, thành phố đâu có đâu. Ánh nắng phía cuối con đường. Thôi thấy gì đâu. Tắm rồi đó. Nói cho này là cái đường hầm thôi. Còn 18 tầng địa ngục là có ma quỷ gì đầu châu mặt ngựa đâu. Rồi xong rồi đó. Mới được 1 phần 2 thôi. 1 phần 4 thôi. Nhìn đầu đuôi nó gần nhau nhưng mà đi rất dài. Ôi các bạn mập kia đi nhanh ghê chứ. Bạn to nhưng bạn khỏe mà. San hô này, đó, san hô đó. Đi chỗ này con xuống xíu ạ. Ngồi xuống đây, ngồi. Rồi, hết rồi. Nghiêng người qua, nghiêng người thấp người xuống. Cái gì vậy? Ông bị lắp mà. Ông bị lắp ạ. Ủa? Nãy giờ tưởng đâu ổng cái đồ chô e chô nhiều quá. Không, không bị lắp. Tưởng ông mới e chô. Giết người cướp của bị cọp xét. Tội quá. Không bị lắp á.
chua lại. Về mà hướng đăng viên du lịch nó ghê nha. Ủa, sẽ cây nó mọc từ đây ra luôn nè. Ông đi đúng rồi. Ông cứ bập mét. Bập nha. Bập nha. Quan sát nha, quan sát nè. Chú ý cái đầu với cái chân nha. Vô đây ai cũng bị dính hết á. Trời. Ôi đụng nó nha. Quan sát cái đầu nha. Cái chân đụng cầu cái tay thôi. Kéo lên. Ai kéo lên trời. Trời ơi. Lại treo leo lên. À bây giờ chuẩn bị đây một vòng tròn nha, vòng tròn, vòng tròn. Đi vòng tròn nha, đi vòng tròn nha, đi vòng tròn ơi, vòng tròn. Đi vòng tròn nha, đi vòng tròn. Tốt mồ hôi chưa? Quá rồi. Đó, về đảm bảo là có eo luôn. Bật đó, ông nói bật đó. Chú đi trước chú quay. Chú đi trước chú quay nha. Chuẩn bị lên thiên đàng nha. Số khi gục rồi chuẩn bị lên thiên đàng. Mấy anh là tiếp tiếp vậy? Chúng là mấy em. À. Ở chừng đó con. Chúng là các nhà sư xây này là quá ổn rồi. Cái hồi đó vô mới nấu xuống xe nha. Vật liệu. Dạ đúng rồi. Xuống bật nha. Bật nha. Chú ý bật nha. Đi vào bữa đi bộ đội nó còn khổ hơn gì nữa. Con thằng bươi nó đi giỏi ghê chứ. Đây tới rồi, tới luôn mà. Lên thiên đàng rồi đó. Nói chung là mình xuống mà không ai
mình lên. Rồi sắp ra tới rồi. Xuống nha, cẩn thận nha, xuống nha, bật nha, bật nha. Đây đào thai nè. Thấy không? Vẫn thiết kế nắng chiếu vô được không? Từ từ nhé, cẩn thận nhé. Ủa đâu rồi? Trên kia đầu. Đúng rồi, phải lên tiếng cho biết mình ở đâu chứ. Đó, đi qua cầu đầu thai đó. Rồi, hên, mình dẫn con lên đi. Mình dẫn con lên đi. Đúng rồi, đi thôi, quê không được, mới ghê nhé. Bạn tới chú ý quan sát đầu nhá. Các bạn đầu là hay bị vật đầu lắm nhá. Coi thường đụng đầu nhá. Đấy sắp tới ở đây có mấy cái đoạn khó đi này. Chưa tới anh. Xíu nữa mới tới. Cúi thấp xuống, cúi thật sâu xuống. Thấp đầu xuống nha, thấp đầu xuống nha. Thấp nữa này, thấp nữa nha, thấp nữa này. Rồi ra miệng rồng rồi. Ánh sáng phía cuối con đường rồi. Tớ là ra ngoài rồi. Lên thiên đàng rồi đó. Em đi tí rồi. Tí là hả? Trời. Ở trong đó xe xe đi chợ. Đây đây rộng quá. À đây đây cái giếng trơn chợ. Đúng rồi đúng rồi. Từ từ đi xuống này. Từ đi xuống này. Rồi mình tiếp tục vào điểm thăm quan thứ hai, Đồng Cừu, Suối Tiên, Cam Ranh. Đồng Cừu, do bắt cừu. Dạ, bắt cừu, chơi làm thịt cừu luôn. Đã cua đây. Đúng rồi, thẳng luôn, vé em mua rồi. Bất tài mà ai lấy tiền ví. Đúng rồi. Mà đang lấy vô nữa rồi chứ. Tao đứng cộng chụp tấm tập thể. Đây tha hồ góc sống ảo. Tha hồ chụp. Đó con bé. Cái gì mấy bà làm kiểu thấy không? Tí mình ra là mình làm kiểu như thế nó không? Thôi. Đang sờ hái hoa này. Ra cởi bò. À. Con gái chắc chưa người yêu đúng không? Không biết điệu rồi. Cái con gái bò không vậy? Từ từ. Bò quá trời luôn. Lên trên kia được không? Thẳng luôn đi con, thẳng luôn đi.
chưa, con gái thấy mẹ chụp chưa? Con gái thì lớn. Bê. Đâu luôn, đâu luôn thôi. Trai đẹp. Em thử chụp đi. Em cầm ra chụp đi. Chia ra chia, mỗi người nhúm. Mỗi người nhúm này. Cầm cho nó ăn đi. Hả? Đó, tha hồ tạo dáng. Giờ để em làm tấm chị ơi, em làm tấm nào. Rồi, 1, 2, 3. Đi ngồi hẳn xuống luôn, ngồi khoanh chân lại luôn. Đó. Hoa dại. Em mang tên loài hoa dại. Em ơi. Chết rồi, bắn lén. Không đẹp. Hai bạn ngồi ngồi một tấm đi. Tôi phát hiện ra một tổ ong tại khu vực đồng cừu nha. Không, quay tổ ong. Trong đầy mật ngọt, ngon lành lắm thay. Cáo già nhẹ nhẹ lên cây. Có nghe bài đây chưa? Nghe bài con cáo và tổ ong chưa? Rồi đi thôi. Hết tắm đúng không? Đó tắm. Có biết bơi không? Không. Bơi cho bơi luôn. Lặng thôi chứ nó không bơi. Súng vàng này. Súng vàng, súng tím này. Thế buồn thế, vui vẻ lên, cười lên. Thấy không? À, đông quá trời đông này, 79 ra đây quá trời này. Đây bên này luôn đi chị ạ, đây bên này luôn. Qua luôn, qua bè ăn luôn. Quá trời luôn, đâu phải độc bà mình đâu. Rồi để thùng đá xong rồi làm tấm hình. Rồi để chụp hình ngay. Để chụp hình ngay. Anh bỏ thang xuống đi, không có thang à? Bỏ thang xuống đi. Anh lên luôn đi. Rồi lên. Nước trong xanh. Nước trong mắt này. Đây nhìn đây này, nước đây này. Nước phía dưới này. Đó. Đi thang hồ bơi. Cận có bơi được không? Cận lặn được không? Vâng. Cầm hết lên luôn. Cầm hết lên nhá. Tám người đây, đây.
tới Đài Loan. Rồi được rồi. Thấy mặt chưa? Thấy được không? Đây biểu diễn bạn cắt tiết tôm hùm. Đây là chỉ quay hết nha, toàn cảnh nha. Tiết tôm hùm. Đứng dậy. Cao lên xíu, cao lên, càng cao lên xíu. Còn quay không? Rồi, còn đang quay ra cả. Để mở ra xíu là nó sống rồi. Mở ra xíu là nó sống. Đây, đi cầm lên. Chụp hình đi, chụp hình đi. Chụp hình nè. Chụp chắc vào, chụp chắc vào. Đây đây. Quay hai tay hai con, cầm tay hai tay hai con. Cầm tâm chụp hình nè. À, quay cho mẹ này, quay cho mẹ, cứ quay. Đó. Bay nó màu đỏ. Kệ lắm, kệ lắm. Cứ cầm bay này đó. Chị chịu khó, chị làm người mẫu đi. À, đổi người đi, đổi người đi. Chị cầm không? Con cái cầm không? Con cái cầm không? Con cầm. Chịu khó là con cầm. Vẫn đang quay ra còn chưa giờ lên cầm là phải có view rồi nhá. Chụp có view đúng không? View. Rồi. View luôn đúng không? Rồi, ok, 1, 2, 3. Rồi. Có đường sáng nó sáng luôn, sáng quá luôn. Nó bị cái bông sợi đúng không? Rồi chụp đây. Đây, chụp đây. Chụp vô. Rồi, đưa các bạn qua đây. Đưa sát mặt đi, đưa sát mặt đó. Chụp đưa sát mặt đó. Đó, thế. Rồi, bé Nam vào đây, bé áo đen vào đây. Nhìn vào đây, đưa sát mặt lên. Đấy, rồi. Ok. Rồi, quay sát lên. Đây, quay sát lên. Sát xuống. Rồi, sát xuống nha, cắt tiết cho các bạn xem nha. Cái bụng bấm thôi hả? Đúng rồi. Đó là xíu à. À, biết nó chạy đó. À. Chèn đâu? Đây là con tôm tiết. Nó xin nó đi. Nó kêu hít hít, mà em bấm quay chứ. Đang quay. Ok. Đây ha. Rồi, chúng tôi đó đi. Rồi, chọc mạnh luôn. Đó, nó dậy á. Nó kêu á, kêu á. Thôi nhưng mà đừng ăn nhá. Không ăn nhá. Không ăn, tự thử. Lách. Chọc vô, lách. Lách. Rồi, cố luôn. Cũng quậy lên đấy. Làm miếng con. Uống nước mà chị ông ơi. Đủ mà, uống đi, uống miếng. Sao? Cay môi. Làm miếng con. Thôi anh tỉnh cho nó. Dạ không. Uống đi, cay quá không? Có tay. Đó huyết đó, huyết của con tôm đó. Máu á. Máu tôm á, nhưng mà đều con tôm nó có máu trắng chứ không có hình máu đỏ. Đúng rồi. Lấy thêm đi. Lấy thêm rồi hấp luôn. Ngon hơn. Ngon lắm hơn. Cay cay cái môi. Cay cay cái môi đó, đó chưa đặt cái gì.
đây em muốn thử chút đi, đến thử thôi. Thử cho biết, biết nữa cho biết. Ừ, tên em mà nó còn biết rồi thì sao mà trời ơi. Em lợi hại quá. Bé Hưng trở lại và lợi hại hơn xưa. Wow. Rất chuyên nghiệp ha. Cách mới có hai con mà rất chuyên nghiệp. Giờ muốn con dựa đỡ cây này. Rồi chút nữa coi biểu diễn cắt đôi con tôm hùm. Rồi nâng ly lên nào, chúc mừng năm mới này. Một cái kỳ nghỉ Tết là quá trời lâu luôn này. Chúc mừng năm mới này. Tết Tết còn nghỉ dài dài. Rồi Tết cứ nghỉ 30 ngày, năm nào cũng vậy thôi. Chúc mừng năm mới này. Chúc mừng cái Tết thiên kỷ luôn này. Tết này là nhớ mãi luôn. Rồi bé. Rồi. Ăn lớp là dài hồng luôn á. Đếm nhá, đếm là đếm này. 2, 3. Xu. 2, 3. Xu. Còn đi con gái, đúng đi. Thì nó đứng nó cắt tôm ra làm đôi. Bê lên cười đi, cười đi, bê lên cười đi. Trời, cười không nổi trời. Rồi, rồi. Rồi, con trai bê lên. Bê lên. Rồi, đó, chia nha, chia nha. Rồi. Rồi, hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Rồi, sao mà bỏ này. Nhà mình một dĩa đây rồi, chút nữa mới có một dĩa nữa đúng không? Để đây, à, rồi đây nè. Rồi, thôi coi, đó, ở bên đây một dĩa đây. Rồi. Chúc mừng món mới, chúc mừng món mới đã ra. Cái này hết chưa? Bỏ ra ngoài luôn. Hết rồi. Bỏ ra ngoài luôn. Chắc luôn. Chết rồi, nắm tay rồi, chết rồi, chết rồi. Chết nắm tay em gái rồi, chết rồi. Phan rõ ràng, đúng là quá nắng luôn. Đây, ở vô trong vườn luôn. Bên trong nó mát lắm. Đó, chị gấp anh sách không? Đó. Tình cảm. Cái này nó cái cuốn nó dày quá. Cắn mạnh lên. Cứng lắm. Để anh cắt phụ ra. Anh cắt đi. Đó, chị xách nó ra nhé, anh cắt phụ ra. Cứng nó dày. Cắt đúng quá. Giữa cuốn luôn. Cuốn luôn nè. Đó. To lắm. Thôi quay chùm khác đi. Ở đâu? Đó, đây này. Bên dưới không? Bên dưới, dưới, dưới. Đó, đúng rồi. Đó, giờ lấy trái hư ra, loại ra, cắt bỏ ra.
nho, vương quốc nho, thiên đường nho, bạt ngàn nho. Không. Tự nhiên mà cắt mấy cái chùm mà nó chín tới á, thì nó không bớt hư hơn. Đây này, mấy chùm chín tới này, đây này, vừa hay nó chín tới này đó, chua không có làm gì chua lắm, cho chị ăn nhiều nó chua chứ. Về nhà lâu lâu mình ngậm nhóm mình trái nó bớt chua mạnh đó, chưa dạ đâu đó. Nó chín tới thì nó đỡ đỡ hư. Đây này, nhỏ nhỏ mà nó chín tới này đỡ hư hơn. Đây, đây này, đây này, đây này. Đó. Đây này nó khác khác quá ta. Bay mùi rượu. Thì cái đó rượu mà. Đó. Đó. Nó hư bỏ, cắt bỏ. Ủa, hồi nãy uống bay mùi siro mà sao giờ bay mùi rượu vậy? Siro có cái bịch siro còn không? Rồi thôi, đó. Nữa không? Không. Thở luôn, thẳng cái luôn lên hang giá. Thở lên thẳng luôn. Bạn đang đã đi đến khu vực cá và con các bạn thân mến, đây là cái bãi đá san hô cách đây 3 triệu năm. Xuống luôn, con trai xuống luôn. Đẹp mà, đáng mà. Thì lỡ lua đòi với trụi trẻ thì giờ phải leo chứ. Đáng mà. Đây là hang đá của các bạn nhé. Ông kia ông leo gì cao với kia trời. Ông kia ông thất tình sao á. Ông một đỉnh tảng đá đó. Họ đang chụp hình, họ đang chụp hình. Hình chụp hình. Thôi qua luôn. Chụp chú đi trước kìa. Xuống ngắm san hô không? Đây là san hô đâu mà ngắm. Xuống đây ngắm san hô này. Rồi, chúng tôi đã có mặt tại bãi đá san hô cổ, hay còn gọi là hang rái. Vào đây luôn, vào đây luôn. San hô luôn. Cởi ra.
tại đây và dưới này rất nhiều san hô. San hô sống luôn nhá. Ơi. Tại khối đá san hô này các bạn có thể tự do ngắm san hô nhá, san hô hoàn toàn sống nhá. Bên cạnh khối đá san hô chết thì là những san hô sống. Đây, đây là những con còng. Con còng rất nhanh các bạn, đây là rất chạy rất nhanh. Đây này. Đó, 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 rất to nhá. Rất to và rất nhanh. Đó. Chúng chui hết vào trong hang rồi. Đó. Phía đối diện là thác nước trên núi. Đây, đây đưa bạn này qua ngắm san hô nha các bạn nhé. Đây, san hô bên đây. Thấy san hô chưa? Thấy chưa? Đây ra đây. Bước từ từ thôi. Đứng đứng hẳn người lên. Đây là san hô đây này. San hô đây nè. Đứng này. Đấy nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, trời luôn, đúng không? Đâu có điều đâu. Quá trời không? Đúng không? Chiều đúng không? Bạn mắt nhìn thấy này, đâu cần ở đây. Đó. Là thấy không? Hả? Hãy lặn xuống đây em quay nữa. Chụp thôi, chụp đắm thôi. Chụp hả? Ừ. Đây là những dạng san hô tại hang Rái nha các bạn nha. Đây.
nhiều san hô nhá, cực kỳ nhiều. Chúng tôi tạm biệt hang Giái vào lúc là 15:38 cùng ngày.